Welcome to Los Angeles. The local time is 8:15. Please keep your seatbelts on. Our pilots will turn off the seatbelt sign when it is safe to get up. Please leave your things where they are until we reach the gate. If you're done. Xin chào các bạn, hôm nay mình đưa các bạn đến một nơi thật là đặc biệt. Nơi đây có rất là nhiều người đến xin ơn chữa lành, xin ơn được bình an và tất cả những ơn mà cần thiết. Đó là tượng Đức Mẹ Hòa Bình, nằm trên đường Long Beach ở miền Nam Cali. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đây, tượng Đức Mẹ đây. Tượng Đức Mẹ được ôm quanh bằng một cái hình vỏ sò màu trắng. Nên người ta còn gọi là tượng Đức Mẹ vỏ sò hay là tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Giống như ở Việt Nam chúng ta có tượng Đức Mẹ Tà Phao, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Núi Cuối, để khi mà người nghe người ta hình dung ra Đức Mẹ Tà Phao thì có nghĩa là tượng Đức Mẹ được đặt ở Tà Phao, Đức Mẹ ở La Vang, Đức Mẹ La Vang thì tượng Đức Mẹ được đặt ở La Vang. Còn khi ở bên này chúng ta, khi nói tới tượng Đức Mẹ Vỏ Sò hoặc là Đức Mẹ Ban Ơn thì người ta hình dung liền đó là tượng Đức Mẹ Long Beach, nằm trong một thành phố Long Beach ở miền Nam Cali. Đây là một nơi rất là linh thiêng, được nhiều người biết đến, kể cả những người ngoài Công giáo. Tất cả mọi người đều đến đây. Mình nói là những người biết đến là họ đến đây để xin ơn. Xin ơn chữa lành, xin ơn bình an, xin ơn có công ăn việc làm. Nói chung là những ơn cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Họ được rất là nhiều ơn. Và họ đã được ơn, họ cũng quay trở lại đến để tạ ơn. Bạn thấy đó, hoa rất là nhiều đúng không? Hoa xung quanh mẹ rất là nhiều. Và hồi xưa theo mình biết là có cắm nhang nữa, nhưng về sau này và chắc vì lý do ngăn ngừa hỏa hoạn hoặc là nhang khói nó không có tốt cho sức khỏe á, nên thành ra là không có cắm nhang nữa, là chỉ người đến viếng chỉ được dâng hoa cho mẹ thôi. Đó là điều đặc biệt. Còn một điều đặc biệt nữa là tượng Đức Mẹ nhìn hướng ra biển Thái Bình Dương. Và mình tin chắc bên bờ bên kia là có nước Việt Nam của chúng ta. Mẹ đứng đó chờ mong đàn con của mẹ, những ai cần đến mẹ để mẹ chở che, mẹ an ủi. Cách đây trên 2.000 năm, mẹ đã từng đứng dưới chân cây thánh giá để chứng kiến cảnh con mình chịu chết một cách tang thương, đau đớn. Thì giờ đây, mẹ của chúng ta, mẹ luôn luôn mong chờ chúng ta đến với mẹ. Vì mẹ đã chứng kiến, mẹ đã và đang chứng kiến chúng ta sống trong một cuộc sống rất là đau khổ về mặt thể chất cũng như tinh thần. Và mẹ biết rằng chúng ta rất cần mẹ chở che và bảo bọc. Do đó chắc chắn rằng những ai đến cầu xin ơn mẹ đều được ơn. Mẹ thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Mẹ rất là tuyệt vời. Nhiều lúc mình làm rất là mệt, mình chỉ cần ngồi không nói năng gì cả, mình chỉ ngồi nhìn ngắm hình của Đức Mẹ thôi, là sau đó mình cảm thấy cơn mệt của mình tan biến. Vì mình tin chắc rằng mẹ biết mình muốn gì, mẹ và mẹ cũng biết là mình cần gì. Để mình xin được nói về cái tiểu sử của bức tượng Đức Mẹ Vỏ Sò. Thì cách đây trên 40 năm, mình nghĩ là vậy. Trên 40 năm, từ vì mình nói mình nghĩ là vậy là từ vì mình thấy có một cái số sách báo họ nói khác nhau về thời điểm, nhưng mà nhìn chung là khoảng trên 40 năm. Thì khu đất có tượng Đức Mẹ Vỏ Sò là được phụ trách bởi các sơ của một tu viện Công giáo dòng Kính Cát Minh. Thì các sơ đã phụ trách chăm sóc tượng Đức Mẹ
Nhưng sau này về một lý do nào đó thì vùng đất này đã được sang nhượng cho nhà Phật và được chăm sóc bởi các Phật tử. Theo mình hiểu, mình chỉ nói trong sách báo thôi nha, theo mình hiểu thì họ coi với những người Phật giáo thì họ xem Đức Mẹ của chúng ta là Phật Bà Quan Âm của họ đó. Thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Mẹ đối với tất cả những mọi người công giáo cũng như không công giáo đều là một người mẹ rất là hiền lành, hiền từ. Vì Phật Bà đối với họ là một người mẹ rất là hiền lành đối với họ, luôn luôn che chở giúp đỡ họ, đúng không? Thật là tuyệt vời. Mình nghe mình cũng hơi ngạc nhiên, lúc đầu mình nghe mình ngạc nhiên lắm, nhưng mà mình nghĩ lại thì cũng có lý. Thôi, có vài điều muốn tâm sự với các bạn về bức tượng Đức Mẹ Vỏ Sò này. Bây giờ là mình phải chuẩn bị ra sân bay rồi. Mình sẽ chuẩn bị ra sân bay rồi cho kịp chuyến bay. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn một ngày gần nhất. Chào chào nha, xin chào.